Mẹ nó đi Đắk Lắk theo chồng khác hả? Mẹ đi theo chồng khác bỏ ba đứa con. Xin chào tất cả mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại thì Nhân đang có mặt tại huyện Khánh Vĩnh. Thì đây là một cái huyện miền núi với rất là nhiều những người đại đa số đồng bào Rắc Lây sống ở trên đây. Thì có một vị khán giả đã giới thiệu cho Nhân một hoàn cảnh. Thì hoàn cảnh này là bị vợ bỏ mà nuôi hai ba người con gì đó còn đang đi học. Và nhà thì có người bị tâm thần nữa mọi người. Thì để biết cái hoàn cảnh này như thế nào thì Nhân mời tất cả mọi người hãy đồng hành cái video này cùng với Nhân nha. Không biết là bây giờ mình đến vào buổi trưa nắng như thế này có làm phiền gia đình hay không. Bà ơi. Dạ con chào bà. Con bé nó đi đâu về nè. À, có người giới thiệu hoàn cảnh của bà á, con tới con thăm. Dạ. Bà ơi, đi ra đây cho nó sáng nè bà, trong nhà mình nó hơi tối á. Ủa, em chào anh. Đó là thằng con. À, con của bà hả? Nó không kinh lắm mà. Ngồi đây đi bà, để cháu mình ngồi chỗ này đi. Đầu khúc ngẩn không được. Chào mấy đứa nghe. Đây là cháu của bà hả? Cháu bà, mẹ nó đi Đắk Lắk theo chồng khác hả? Mẹ đi theo chồng khác bỏ ba đứa con. Trời đất ơi, có ba người con xinh xắn thế kia mà lại bỏ đi trời. Nó ưng thằng khác nó đi ở trên trời, nó ưng chồng khác một đứa con. Trời đất ơi. Bà ơi, cho con hỏi là bà tên gì? Cao Thị Liên. Bà Cao Thị Liên. Dạ, bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? 60. Bà 60. Còn con anh này là tên gì? Cao Văn Trương. Cao Văn Trương. Trương à? Ừ. Anh bao nhiêu tuổi rồi bà? Tuổi trâu. Tuổi con trâu hả? Ừ, tuổi trâu. Sinh năm 1973 hay 72 gì là trâu á. Dạ, anh cũng lớn rồi chứ, anh bốn mấy tuổi rồi chứ? Ừ, lớn rồi chứ, tóc bạc á. Dạ. Rồi cái anh con rể của bà đâu? Thằng rể đi làm. Ủa đi làm rồi hả? Nó nuôi con đó. Cái anh con rể đó anh làm nghề gì vậy bà? Nó đi làm công làm mướn. Làm mướn hả? Ừ. Làm mướn là cái công việc của anh là làm mướn cái gì? Đi làm mướn lục keo đũa xong rồi người ta cho tiền một ngày có 200. Có nghĩa là người ta thuê đi lục keo, cái vỏ keo á bào ra. Ra đây con, ra đây. Mày bao ngàn đi. Ra đây cho ra đây. Ba đứa con. Trời. Ba đứa con gái không? Gái không hả? Ừ. Ngồi xuống đây luôn. Ngồi đây. Ngồi đây. Mới đi học về sao mặc đồ đây? Học. Qua đây ngồi đây. Dạ. Ngồi xuống này. Đây lớp 4. Đề. Vậy là mấy đứa này là đứa nào lớn nhất? Đây. Đây học lớp mấy? Lớp 8. Lớp 8? Dạ. Đây học lớp mấy? Lớp 4. Lớp 4, đây. Lớp 6. Đứa lớp 8, đứa lớp 6, đứa lớp 4, 4, 6, 8.
là cách năm hai để một lần. Nhưng mà cái lý do gì mà tại sao mẹ của mấy bé đi hết rồi bà? Mẹ đi ở với người ta lấy chồng luôn, lấy chồng ở đề ở Đắk Lắk á. Mình là người đồng bào Đắk Lây. Ừ. Rồi bỏ chồng bỏ con bỏ, lên ở gì vậy gì bà nó lên lấy một cái người chồng khác là người đồng bào ở đề. Ừ. À chà, một đứa con, để một đứa con rồi, đứa con trai. Vậy là chị đó đã bỏ nhà mình đi lâu chưa bà? Đi lâu một năm mấy, hai năm. Rồi trong cái khoảng thời gian mà chị ấy bỏ đi như vậy là chị có lâu lâu có quay về thăm con không? Có. Lâu lâu có về. Nhưng mà về thăm rồi lại đi tiếp? Đi tiếp. Rồi. Đi ở lại bên chồng mơ. Rồi bà có biết cái lý do tại sao mà chị bỏ đi không? Mà không có lý do gì hết, nó đi ở với người ta. Ở nhà ta nó ở đặc biệt luôn, nó không có thấy gì à. Đi ở cho người ta là làm thuê á hả? Ừ. À. Làm thuê á. Có nghĩa là chỉ đi làm thuê ở Đắk Lắk. Ừ. Xong rồi quen cái anh trên đó rồi ở đó luôn. Ở đó luôn. Rồi không về đây nữa. Không. Rồi hồi chị lấy cái anh chồng ở Đắk Lây ở đây á, rồi có đăng ký kết hôn rồi gì không? Có ừ. Mà thằng này cũng đi làm công lắm. Thằng này thằng rửa đề tôi chưa hiểu, cũng cãi lộn cãi lao sang sau mà bỏ nhau đi hết trơn. À có nghĩa là cũng có xảy ra xích mích rồi. Ừ. Xong rồi cái chị bỏ chị đi làm xe, chị lấy chồng nó luôn. Ừ. Rồi đó. Rồi giờ ba người con này là cái anh rể anh làm anh nuôi. Ừ. Là gì bà ngoại nó. Là ba đứa còn đi học hết hả bà? Đi học hết. Mới về hai đứa mới về. Trời. Học thứ bảy một buổi. Con ăn cơm chưa? Chưa. Trời đất. Gần 1 giờ chiều rồi mà chưa cũng ăn cơm. Người ta cũng cho. Đồ người ta cũng cho. À mấy cái đồ này là người ta cho nè. Cho hết á. Dạ. Khổ quá mà. Có đói bụng không? Hả? Học đi. Có, tội nghiệp. Đi vô bớt cơm ăn đi. Hay là... Không có cái gì ăn đâu. Cùng chị chết mà lại chưa không có cái gì ăn hết. Trời đất. Không. Dì bà nấu cơm rồi tính là trưa nay mấy bà cháu ăn cơm với gì? Ăn với ớt. Trời đất ơi. Canh rau đâu mà mua, tiền bạc đâu mua. Trời. Khổ lắm. Cho mấy đứa nhỏ đi ăn cơm với muối ớt luôn. Con ăn cơm với muối ớt rồi con thấy ớn chưa? Trời. Tội nhỏ ơi trời, ớn luôn rồi. Con thích ăn cơm với thịt cá không? Có. Trời ơi. Nó mà mình con thấy xúc động nữa trời. Khổ lắm, không có ai mà giúp đỡ đâu. Dạ. Ở đây ở mẹ vậy đã đau khúc đi làm không có được, ở trong nhà không. Dạ. Cứ lo cho mấy đứa nhỏ nấu cơm cho mấy đứa nhỏ thờ. Dạ. Đi không nổi. Con học học sinh gì? Học bằng lẹ, học sinh lẹ. Học học lực gì? Lập lẹ. Lập lẹ hả? Học lực yếu. Kiếm tới không chỉ học qua hai. Học yếu luôn. Trời ơi. Học yếu là tính ra là khó người học được lắm á, mà con học được học yếu là cũng ghê lắm á. Cũng trung trung thôi. Ở đây có đứa nào học giỏi không? Có đề lớp 8 đề. Được khá không? À, học sinh khá hả? Cũng được rồi. Đây học sinh gì? Lớp 6 này. Khá không? Cho chứ ạ. Học sinh khá hay là học sinh trung bình? Trung bình. Trung bình. Ok, có học rồi. Có học biết cái chữ được rồi. Còn ba anh bị sao? Anh này tăng tật nè, không có nhà nước cho cái gì hết này, tăng tật đi làm không được nè, ở nuôi nó luôn. À có nghĩa là anh bị tàn tật, không đi làm được. Ừ, không có biết nói, không biết tiền bạc. Không có biết tiền bạc gì hết hả? Không, không có biết đi làm, làm mướn gì hết. Vậy là bà phải nuôi anh luôn, vậy là bà để hai người con? Để ba đứa đó. Ba? Một đứa gái, một đứa trẻ. Ủa? Gái đi theo chồng á. Bà đứa con cháu nè. Không, ý là bà đẻ là hai người con. Hai đứa. Một gái một trai. Ừ. Một anh thì tâm thần như thế này rồi. Không phải tâm thần mà bị tật chứ, quên. Sorry, lỗi. Ừ. Anh bị tật. Ừ. Rồi bà chăm anh, rồi chăm luôn ba đứa này. Mà cái thu nhập chính là của anh con rể. Ừ. Trời ơi. Vậy là anh ở nhà bà hồi xưa giờ luôn hả? Ở mẹ. Đúng rồi, ở chăm ba đứa nhỏ chứ ai chăm. Đúng. Bà thì như thế này thì bà đâu có đi làm được. Thì cái quen nè. Nó rút gân này con à. Trời, nó con nó rút gân gì đây luôn hả? Ghê gì ta? Ngồi không được, ngồi gì để này. Thẳng cái chân không được hả bà? Làm ăn đứng không à. Ôi nó sưng cái chân lên luôn. Sưng luôn đây này, hai cái để giống nhau con. Ôi. Sưng luôn đây này, đi không được nó nhức lắm.
Vậy là cái lý do gì mà bà bị như thế này? Từ nhỏ đến lưng này đau khúc này, đau ở trong đề không có thuốc miệng uống này. Xong cái nó bị gì luôn? Bị đề luôn, mà làm đứng không mà, đi đứng làm đứng không, ngồi không được. Cái anh rể kia anh làm tới chiều anh mới về hả bà? Nhắc nó trưa gì hả? 1 giờ gì hả? Ủa bây giờ là gần 12 giờ rồi mà. Ở lẹ sao? Chắc người ta báo nghe, lại là ngày qua ông về, thằng nó về. Dạ. Con ước mơ lớn làm gì? Làm nghề gì? Con ước mơ lớn được làm họa sĩ. Họa sĩ hả? Dạ. Mình con thích vẽ. Thích vẽ? Dạ. Họa sĩ bây giờ chắc đói quá. Họa sĩ bây giờ vẽ không có ăn rồi mọi người ơi. Nhưng mà đó là đam mê, đó là ước mơ của bé thôi. Sau này lớn nó sẽ suy nghĩ khác. Còn con ước mơ lớn làm gì? Cái ước mơ con mới nhìn chị. Thế là lớn là con thích làm gì? Làm công lắm. Không trả lời. Ước mơ lớn là con làm gì? Con đâu có làm gì hết đâu. Tội với trời. Con lớn là con thích làm gì? Công an. Công an luôn hả? Chết chà. Lý do sao mà muốn làm công an? Cái lý do gì mà muốn làm công an? Bố thầu đi nè. Cháu núi lè hả? Bố thầu đi. Nhìn mấy đứa nhỏ nè. Nó gầy trơ xương luôn. Thiếu ăn. Ăn cơm như muối không báo. Luộc lắm. Uống không à. Đi học. Con ăn cơm với muối mấy ngày rồi? Một tuần luôn nữa chờ. Lâu chưa? Trời ơi. Có khi ở nó mua cành. Ý là lâu lâu ba làm có lương á thì ba mua cá với mua thịt về cho con ăn. Lê làm công á, tiền làm công. Rồi, còn những ngày mà không có là ăn cơm với muối. Dạ. Trời ơi. Hôm nay chú ghé rồi tí nữa chú cho ít tiền rồi kêu ba mua thịt về ăn nha. Trời ơi. Đúng rồi, mình đi nhiều nơi mình mới thấy có nhiều cái hoàn cảnh sao mà. Ở dưới phố mấy đứa nhỏ nó ăn phung phí. Thiệt, ăn mà đồ ăn mà nó bỏ phung phí. Còn lên trên trên những miền cao như thế này mấy trẻ em không có đồ ăn. Nhiều khi mà rau mà ăn rau không ớn nữa chứ. Thì có chứ, khổ lắm, giúp bảo vệ đây này, làm bảo vệ mới khổ hơn nữa. Giặt đồ, giặt đặc tử nó đi học á. Như con biết giặt đồ chưa? Giặt rồi. Như cố gắng giặt đồ, giặt cho hai em luôn. Con nhớ mẹ không? Dạ có. Con không nhớ mẹ. Đây là không nhớ mẹ đó. Mẹ đây là nhớ mẹ. Anh không có nhớ nữa. Dạ. Thôi nói buồn, mấy nhỏ nói buồn, thiếu tình cảm của mẹ. Con có muốn ba lấy vợ nữa không? Không. Khỏi lấy vợ luôn. Ấy là chỉ muốn ba ở như vậy thôi, nuôi mấy đứa thôi. Dạ. Trời ơi, con bé lớp mấy? Lớp 4 hả? Lớp 4. Mi lớp 4 nhìn dễ thương này. Lớn lên làm người mẫu đi. Không. Hoa hậu giống như hoa hậu Hồ Hienien á. Hoa hậu của người đồng bào gì đó. Hienien là hoa hậu, là người đồng bào gì ta? Cô Hien là Ede à? Biết luôn hả? Con xem mà. Có xem luôn. Trời ơi. Có sở thích, có ước mơ làm hoa hậu không? Dạ không. Thôi đừng có vẽ đó, làm hoa hậu đi. Mẹ, anh có biết nói không? Nói chứ. Ủa? Hỏi anh có biết nói anh kêu không? Hỏi anh có biết nói anh kêu là anh kêu không? Anh biết anh tên gì không? Chắc anh là nào? Tên Tường. Đó, anh biết mà, anh vẫn biết mà. Biết chứ. Biết mà. Biết. Anh chỉ bị tật thôi, nhưng mà nói anh vẫn nói được mà, đúng không? Ừ, được. Hồi nhỏ lớn giờ anh có người yêu không? Không có hả? Từ nhỏ đến lưng nó sành gì đó, sành tật từ nhỏ luôn đó. Anh có muốn có người yêu không? Không. Lý do sao anh không muốn có người yêu? Không có yêu đâu. Ý là anh không muốn hay là sao? Hay là người ta không muốn? Người ta không từng muốn. Không cho muốn. Có biết nè. Ý là bà không cho anh có người yêu đúng không? Đâu có làm được đâu mà ưng. Làm đâu có được mà ưng làm vợ. Thì mấy cô mà ưng, cô kia ưng về cô ấy nuôi. Cô mà nuôi cô vẫn tìm người quýnh. Quýnh luôn hả? Trời ơi, mạnh mẽ lên chứ. Bây giờ nha, anh ra anh đi em coi thứ cái chân anh bị sao. Anh nói thôi, lưu bạn. Anh đi coi thứ coi.
Ủa, thấy anh đi bình thường mà ta. À mà có tật tật ở trong bản thân cái thể nó. À có nghĩa là trong cái cơ địa của anh, chứ còn chân tay rất là bình thường, nhưng mà ý là cái đầu nó. Anh vô đây, anh vô đây, vô đây. À vậy là trong đầu của anh á hả? Ừ, để sưng cứ để nữa. Sưng đây à? Để sưng đây. Một cái này nó. Nó không biết tiếng người Kinh bao nhiêu. Nhưng mà thấy anh đi lại rất là bình thường. Ừ, đi thì được mà lẻ nuôi thì được mà có cái tật ở trong bản thân này. Cái tật gì á hả? Không biết. Có đi khám không? Bài hồi giờ có đi khám không? Khám rồi, người ta nói nó tàn tật, không có tiền lương ăn. Người ta nói gì đó. À, có nghĩa là cái thể trạng của anh không đủ sức khỏe để đi làm. Đúng rồi. Và cái suy nghĩ và cái tư duy của anh cũng không có giống hơn như người bình thường, cho nên rất là khó. Còn lại đúng. Dạ. Khó mà nói tiếng người Kinh không có biết bao nhiêu. Đi mua không có biết. Người ta đưa tiền 20 nó là có 2.000. À 20 mà nó có 2.000 thôi. Ừ. Để còn thử anh biết không. Bây giờ anh ngồi im đó, để em đưa tiền qua thử anh có biết không nghe. Anh biết là nhiêu tiền không? Về đừng nói nha. Bao nhiêu? 500. 500 luôn hả? Thế anh đó đúng là số 5 này chứ gì nữa. Nè đúng, phải số 5 không? Số 9. Ý là từ từ, cái số này là số 9 hả? Số 9, nhưng mà tờ này là tờ 500.000. Bè đừng nói. Ba chục. Ủa? À, bây giờ cho anh nói lại một lần nữa là tờ này bao nhiêu tiền? Bè đừng nói. Bao nhiêu? Tờ 200. 200? Từ lúc đầu là anh nói là 500. Thì hỏi anh là cái số này số gì? Anh kêu là số 9. Rồi số 9 xong rồi anh nói lại mấy chục á, xong bây giờ quay lại là 200. Vậy bây giờ cho anh chốt lại một lần nữa, anh nói đúng là em tặng anh nè, bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Số 9 nữa hả? Rồi hay quá, anh nói đúng rồi, cho anh nè. Tặng anh đó. Đó, thật ra cái suy nghĩ à, anh cảm ơn ha, tội. Có nghĩa là ảnh không được bình thường như những người bình thường. Đó, đôi khi thấy sức khỏe anh vậy nhưng mà anh không có. Dạ chào anh. Em tới em giúp gia đình. Dạ đây hả? Không, giúp gia đình luôn. Riêng cái thằng này á là nó tới mười mấy năm không có biết đi. À mười mấy năm không biết đi. Mười mấy năm, đây là lớn tuổi lắm hả? Dạ chắc phải bốn mấy không? Tuổi tôi hả? Bốn mấy đúng không ạ? Bốn mấy. Tuổi trâu mà. Không có biết, không biết tuổi trâu tuổi bò gì không biết. Nhưng mà dạ. Thiệt ra bà cũng không biết đâu, bà không nhớ đâu mà. À vậy bà thôi. À tôi cũng bà. Nhưng mà theo tôi ở đây á, tôi để trước nó. À thì tụi tôi lớn rồi thì nó chưa biết đi. Dạ. Có hiểu không? À. Sao lết không à? Lết tới mười mấy năm á, không biết tại sao tự nhiên thấy nó đi mà đi yếu lắm. Dạ. À, đi yếu đi giống con nhái đi á. Dạ. Đó, xong bây giờ mình đi lần lần là đi được. Đi được còn cái nói cái giọng nói á. Dạ. Là mới nói được đây rành rọt đây chừng có 5-6 năm đây thôi. À dạ. Còn tức là ba mươi mấy tuổi mới có thể nói rõ ra được. Dạ dạ dạ. Nói giống như cái con này nó kêu vô không có nghe được. Dạ. Nè, hiểu chưa? Dạ rồi, hiểu. À, bây giờ là còn đi dắt củi được, gia đình cũng nhờ được rồi, nhưng mà riêng về tiền chắc có thể là hiểu được phần nào thôi chứ không hiểu hết được. Không hiểu được đâu. Dạ. Không hiểu hết được. Dạ. Còn mà ăn uống rồi sinh hoạt bình thường. Dạ dạ. Nhưng mà không có đi làm được. Dạ. Ví dụ như bỏ sức ra mà đi làm đúng buổi đúng ngày thì một tiếng hay tiếng hồn là chịu rồi. À có thể trạng không đảm bảo. Ừ. Sức khỏe không đảm bảo. Thấy thì khỏe vậy. Ừ. Nhưng mà anh đã từng muốn mà. À gì hả? Anh đã từng muốn nó chịu mà. Dạ. Ờ. Cho nên là cũng không có dám muốn nữa. Làm cái gì mà có 5 phút mà kêu em của anh làm được không mà. Dạ. Còn còn bà thì từ xưa giờ rồi. Ở đây thì không đất không đai. Ủa? Có đất. À không có rẫy để làm à? Dạ. Rẫy thì hồi đó là bá cũng nói chung là cũng y như nó. Dạ. Cái đó gì là dễ hiểu ha. Dạ dạ dạ. Tức là bà hồi đó ông ngoại nuôi á, ông ngoại đây là ông ngoại nuôi của tôi. À vậy hả? À, thì là tôi mới hiểu nhau sao hiểu. Ông ngoại nuôi. Ông cha là ông ngoại nuôi của tôi. À. Tên ông là tên Quán Đen. Dạ dạ. Giỏi lắm, ông già đó giỏi lắm, ông đào tạo tôi đi rừng núi mà. Dạ, đi dạ. Rừng núi rồi chống đỡ thú rừng rồi nắng tiếp rồi như thế nào. Dạ dạ. Thì á là cái bà này hồi đó cũng y vậy. À cũng như anh này. À cũng lớn tuổi rồi cũng theo ông ngoại sống. Dạ. Ông ngoại nuôi biết tới khi ông ngoại chết rồi là cô đơn.
ở đây thì sớm làng tôi có gì thì lâu lâu cho ăn. Dạ dạ. Rồi người ta cho đó là nhà nước nuôi chứ có làm được. Dạ. Đâu có lao động được đâu. Đó. Sức khỏe không đảm bảo. Dạ. À, cũng y chang vậy luôn á. Y chang vậy luôn. Nhưng mà cái thằng này thì lâu quá. Thời gian nó tới 20 mấy 30 năm, còn bả là 15-16 năm chứ. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Tới di truyền từ mẹ. Dạ từ mẹ rồi, dạ di truyền từ mẹ sang rồi. Tức là bả 15-16 năm không có lao động được. Dạ dạ, cái đó gọi là cái gen rồi á. Ừ. Cũng mạnh khỏe, cũng bả thì không có tệ như nó là đi không được. Ừ. Nó lết, nó bò tội lắm. Còn bả là đi được, nhưng mà lao động á, đưa ra lao động thì nên chưa có 9 giờ là chịu rồi. Dạ rồi. Từ đó là không có việc làm. Dạ rồi, cảm ơn anh. Ừ. Cảm ơn anh nha. Dạ. Chứ hỏi bà không biết họ nói đâu. Dạ. Đâu. Yeah. Cái năm học này mấy đứa mua sách vở mới chưa? Con mượn nhà trường rồi. Mượn hả? Dạ, mượn nhà trường. Trời ơi, sách vở mới mượn rồi sẽ lấy gì trả? Học xong năm nay trả. À, có nghĩa là sách đó hả? Dạ. Sách mượn của trường, không học hết năm rồi trả. Còn vở? Vỡ thì ba của con mua. Mua chưa? Mua rồi. Mua đủ chưa? Và nó mua. À, tính là ba của ba đứa bé thấy cũng tội với ta, vất vả lo ba đứa nhỏ nữa. Mà giờ chắc là ảnh là cái thu nhập chính của gia đình mình luôn gì ba. Trời ơi. Không có đi đâu nữa, ông ở đây mà vẽ đây là làm chủ hộ. À, ấy là quà là chủ hộ, ảnh ở đây để anh chăm ba đứa nhỏ với lại gia đình mình luôn, anh làm một mình anh thân. Không có ảnh về hỏi thăm cuộc sống của anh sao? Giờ này không có thấy giờ hả này ạ thôi ạ. À. 12 cỡ 12 giờ về. 12 giờ lại 11 giờ vậy ạ. Đồng hồ sai. Đồng hồ sai. Sai thôi. Hả này ạ, cả hả này ạ thì nó ghê đồ ạ chứ. Thôi bà ơi, kệ để anh làm cái nào về thì anh về. Ừ. Có bà ở nhà đó là được rồi. Thế là bây giờ chú lên chú thăm gia đình này, mấy đứa có ước mơ gì không? Con có ước mơ gì nói chú nghe coi. Ước cái gì? Ý là ước cái gì nói nghe. Ước để cho mấy đứa nó nói bà, ước cái gì? Đi. Ước gì? Ước gì sao? Cứ nói ước cái gì nói đi. Ước cái gì? Ước đại đi. Cho không thích gì à? Dạ đi quá nha. Ước gì á? Một ba chị em con có xe mới đi học. À. Xe đạp phải không? Dạ. Hiện tại là nhà có mấy chiếc rồi? Của người ta cho có hư bơm miếc, người ta đưa hai chiếc. À, xe hư bơm hoài thôi. Ừ, người ta cho hai chiếc. À, ba chị em là biết đạp xe hết chưa? Biết hết rồi. Biết hết rồi phải không? Dạ. À, rồi, bây giờ thế này nghe, ba chị em là ước mơ có một chiếc xe đạp mới đúng không? Dạ. Là xe mà cái loại xe Martin gì đó hả, cao cao phải không? Có vỏ ở trước hả? Xe nào cũng được, xe bình thường, khỏi cần xe sang trọng. Không cần sang trọng, xe gì cũng được không? Dạ. Nếu nó đạp mà. À rồi. À, bây giờ chú hứa là hôm sau khi mà chú lên thăm ba đứa á, thì tặng cho ba đứa mỗi đứa một chiếc xe đạp mới nha. Dạ. Bữa sau chú lên chú thăm nha. Dạ. Còn bà ơi thì con ghé con thăm cuộc sống của bà á, thì sau khi nghe hàng xóm rồi những người mà giới thiệu tới á, thì con cũng biết được là hoàn cảnh của bà vậy rồi. Thì con tới con giúp một phần cho bà trong cuộc sống. Thì lên hiểu được cái ba lô này. À, trong cái video ghé thăm nhà của bà hôm nay thì Nhân xin phép là Nhân sẽ trích một khoản ít tiền quỹ của chú John Trần, chú ở bên nước ngoài ấy, thì sẽ tặng cho bà để bà mua cá mua đồ cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Bà cầm cái khoản 3 triệu này nha bà. Cảm ơn con. Hôm sau con ghé thì con sẽ tặng cho mấy đứa nhỏ 3 chiếc xe đạp. Còn 3 triệu này thì bà mua cho mấy đứa nhỏ cá với thịt đó. Cảm ơn con. Hôm sau con lên thì con sẽ tặng thêm. Đó, cho nhìn thấy ba đứa nhỏ thấy tội quá, mọi người ốm nhom ốm tông ốm teo à, người xương không à, trời cao ghê chứ, chân chạy sồn lớn làm người mẫu nghe, đứng lên cho chú coi là đứng lên đó mọi người thấy không, con này nó dáng thon mà nó cao chân nó dài.
Vậy là trưa nay là xác định là ăn cơm với muối rồi gì đúng không? Dạ dạ. Hoặc là lúc ba con về thì ba con mua trứng ăn cũng được. Trời ơi. Ý là chờ ba về đi làm về mua trứng ăn. Dạ. À, cô bé này cô lanh miệng nè. Cái tư duy suy nghĩ nhanh nè. Thôi bà ơi, con ghé con thăm bà, cũng bữa trưa con cũng làm phiền bà. Cảm ơn con ạ. Dạ, thì hôm sau á, hôm sau con về rồi con nghiên cứu là mấy chiếc xe đạp cho mấy đứa nhỏ nó đi. Cảm ơn con dạ. Rất nhiều. Khổ quá con ơi. Dạ, thì khổ thì nó cũng đã khổ rồi. Ừ. Giờ cố gắng sống lạc quan chút nữa là được, lo cho mấy đứa nhỏ cho nó vui. Thôi bây giờ bà nghỉ trưa nghe, con xin phép con về nghe. Ừ, cảm ơn con. Chú về nghe mấy đứa, hôm sau chú lên nghe. Hai đứa con á. À, hôm sau chú lên. Cho anh cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú. Ráng học giỏi rồi sẽ có phần thưởng. Ừ, chăm chỉ học bài đừng đi chơi. Ừ. Nghe, chú đi nghe. Dạ. Cảm ơn con ạ. Khi mà mình đi nhiều, mình thấy nhiều thì mình mới biết là ở trong cuộc sống này còn rất là nhiều những cái hoàn cảnh mảnh đời mà gặp phải nói muôn vàng những điều khó khăn. Ăn cơm mà bây giờ không có cái gì để ăn, mà mấy đứa nhỏ mà tuổi ăn tuổi lớn, mọi người ăn mà ăn cơm với muối thì làm gì mà có đủ chất dinh dưỡng để mà phát triển cơ thể được. Đó thì hôm nay thì Nhân muốn chia sẻ về một hoàn cảnh mà nói chung rất là khó khăn luôn. Mình xem mà mình cũng không thể nào mà mình kìm được nước mắt, mọi người nghe mấy đứa nhỏ nó nói mà mình rất là có cảm xúc luôn, cảm xúc nó dâng trào luôn á. Thì thôi thì clip này Nhân xin phép là Nhân sẽ kết thúc nha. Một lần nữa thì Nhân xin cảm ơn cái quỹ từ thiện của chú John Trần ở bên nước ngoài, chú gửi cho Nhân. Thì một lần nữa cảm ơn chú rất là nhiều. Và nếu mà mọi người xem cái video của Nhân chia sẻ mà cảm thấy thú vị thì mọi người đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.